Mô hình kinh doanh Canva là gì? Đúng không ạ? Tại sao mà chúng ta lại cần quan tâm đến nó? Tại sao chúng ta lại cần sử dụng nó? Rồi câu hỏi tiếp theo đó là nó hay chỗ nào và cụ thể nó là gì? Đúng không ạ? Áp dụng cái điều này vào trong thực tế là gì, đúng chưa ạ? Đấy, thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái mô hình kinh doanh này để giúp cho cái công việc kinh doanh của chúng ta thuận lợi hơn. Đặc biệt những anh chị em nào mà chưa có một cái công việc kinh doanh riêng hay là chưa có một cái công việc để mà mình khởi nghiệp kinh doanh thì đây sẽ là những cái bước rất là cần thiết cho anh chị em chúng ta để mà chúng ta bắt đầu. Một số bạn học sinh thì có thể là sẽ không hiểu đâu. Tuy nhiên thì cứ học đi, học nhiều thì chúng ta sẽ có những cái kiến thức. Và khi mà chúng ta có kiến thức rồi thì một ngày nào đó đẹp trời có thể là tham gia vào đội nhóm kinh doanh của chú Huy, đúng không? Chú Huy sẽ hướng dẫn tiếp theo cho, ok không ạ? Rồi, cái đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái mô hình kinh doanh Canvas là gì? Và các cái thành tố ở trong cái mô hình kinh doanh đó như thế nào, đúng không ạ? Mô hình kinh doanh Canva này thì có tên tiếng Anh là Business Model Canva, viết tắt là BMC, BMC. Đấy. Được phát triển bởi Alexander Osterwalder. Đây là một mô hình kinh doanh hiện đại trực quan được nhiều nhà quản lý được sử dụng. Đấy. Hiện nay thì rất nhiều các công ty trên thế giới như là Facebook, Google, Amazon, Samsung, LG, GM, họ đều sử dụng cái mô hình kinh doanh này đấy, để mà nhanh chóng, dễ dàng xác định, truyền đạt một ý tưởng kinh doanh hay khái niệm nào đó. Đây là mô hình cung cấp cái nhìn toàn diện cho doanh nghiệp và rất hữu ích cho việc phân tích, so sánh về tác động của nó đến với sự gia tăng hay là giảm đi của bất kỳ yếu tố nào, bởi vì các yếu tố trong mô hình kinh doanh Canvas này nó có sự liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Vì vậy là chúng ta có thể là thêm vào hoặc bớt đi tất cả những cái giá trị của từng cái thành tố để giúp cho các thành tố khác tăng lên hoặc giảm xuống. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có bốn cái thành tố chính mà chúng ta cần phải quan tâm. Thành tố thứ nhất đó là khách hàng, thành tố thứ hai là sản phẩm và dịch vụ, thành phố thứ ba đấy là các hạ tầng kinh doanh, thành tố thứ tư đấy là gì ạ, là cái cơ cấu tài chính và dòng doanh thu liên quan đến tài chính. Đây là bốn cái yếu tố quan trọng ở trong một công ty bất kỳ. Đây là bốn thành tố rất quan trọng trong một công ty bất kỳ. Như vậy khi mà chúng ta xác định được rõ những cái thành tố này thì chúng ta có thể có một cái bảng kế hoạch kinh doanh chỉ trong vòng một tờ giấy A4. Đó ạ, rất là tuyệt vời. Rồi, cái ưu điểm của mô hình kinh doanh Canva này là gì? Thứ nhất, mô hình kinh doanh Canva này nó giúp cho chúng ta có cái nhìn trọng tâm, tức là gì ạ? Là chúng ta tập trung vào những yếu tố cốt lõi, yếu tố quan trọng để mà xây dựng lên cho mình một cái công việc kinh doanh hay là một cái công ty hay là một cái sự nghiệp nào đó. Chúng ta cần có cái sự tập trung. Thứ hai nữa là chúng ta có thể thay đổi rất là linh hoạt các yếu tố này. Nó không giống như những cái kế hoạch kinh doanh. Những kế hoạch kinh doanh có thể là rất là phức tạp. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy rối rắm và đau đầu, và đôi khi nó là một cái kế hoạch chết. Còn mô hình kinh doanh Canva thì nó sống, tức là gì ạ? Là nó được thay đổi liên tục. Vì vậy nó rất là linh hoạt trong cái việc điều chỉnh, sửa đổi. Cái thứ ba, đây là một cái mô hình kinh doanh rất là trực quan, bởi vì ở trên đó chúng ta có thể vẽ hình, vẽ người và cũng là vẽ lên các yếu tố, ghi xuống các gạch đầu dòng, và chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp các cái yếu tố, cho phép chúng ta sử dụng các cái công cụ ở trên internet hoặc là sử dụng một cái bảng và những cái tờ giấy để chúng ta nhìn thấy tất cả những cái yếu tố trong kinh doanh cần quan tâm.
Và công cụ này cung cấp cho chúng ta một cái bộ phân tích đơn giản về những ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cũng như làm rõ cái định hướng mà công ty hay là cái đội nhóm chúng ta đang thực hiện thông qua mô hình kinh doanh của mình. Đồng thời, cái mô hình kinh doanh này cũng giúp chúng ta nhanh chóng nắm bắt các yếu tố liên quan giữa mối quan hệ mật thiết giữa 9 cái yếu tố này. Đấy. Mô hình này cho phép chúng ta hiểu rõ 9 cái yếu tố trong kinh doanh, đồng thời giúp chúng ta có thể nắm bắt được các cái yếu tố đó một cách đơn giản, nhanh chóng, điều chỉnh nó một cách rất là đơn giản. Đặc biệt khi mà chúng ta muốn phân tích đối thủ của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng mô hình này để chúng ta hiểu được hơn đối thủ, và cũng là kiểm tra xem chúng ta hiểu đối thủ của mình đến đâu. Phân tích đối thủ chính là gì ạ? Chính là một cái nguyên tắc, hay là chính là một cái cơ hội, cũng như là một cái cách để mà chúng ta học hỏi. Cách học hỏi tốt nhất đấy là gì ạ? Học bằng cách đó là phân tích đối thủ. Nếu như anh chị em chúng ta trong kinh doanh có các đối thủ của mình thì đấy là điều rất bình thường, đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta có những cái đối thủ. Bởi vì sao ạ? Đối thủ sẽ giúp chúng ta biết được thị trường đang như thế nào. Ví dụ như này, nếu mà chúng ta muốn mở một cái cửa hàng ăn hay là một cái xe bánh mì đi, thì cái việc của chúng ta đó là gì ạ? Xem ở xung quanh cái điểm mà chúng ta định đặt cái xe bánh mì đó có một cái hàng bánh mì nào không, hoặc là có một cái hàng ăn sáng nào không. Và chúng ta xem là ở đó họ phục vụ có được bao nhiêu khách. Từ đó chúng ta suy ra rằng nếu mà chúng ta phục vụ ở đây thì chúng ta sẽ có lượng khách khoảng tương đương giống như họ, nhiều hơn nếu mà chúng ta làm tốt hơn, ít hơn nếu chúng ta làm kém hơn họ. Đúng không ạ? Đấy. Và khi đó thì chúng ta sẽ biết được với một cái số lượng khách hàng như vậy thì liệu chúng ta có đạt được mục tiêu tài chính của mình không. Đúng không ạ? Nếu mà không đạt được mục tiêu tài chính của mình thì thôi, chúng ta không gì ạ, không thực hiện cái mô hình kinh doanh đó ở vị trí đó nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng cách khác. Rất nhiều người sai lầm ở chỗ này, đó là chúng ta không có phân tích đối thủ, cũng chẳng tìm hiểu thị trường, cũng chẳng tìm hiểu khách hàng. Chúng ta chỉ đơn giản là có một cái sản phẩm tốt, bởi vì nhà tôi làm cái đấy, mấy đời nhà tôi làm cái đấy, cho nên là tôi sẽ bán cái đấy. Bố mẹ tôi bán bánh mì cho nên tôi đi bán bánh mì. Có một bạn ở Đà Nẵng, ở Huế, cũng hỏi Huy về cái này. Thì chỉ đơn giản là bố mẹ bạn ấy làm thế cái đó, cho nên bạn làm cái đấy. Cho nên bạn cũng chẳng hiểu về thị trường, cũng chẳng hiểu về khách hàng, cũng chẳng hiểu về kinh doanh. Và đấy là sai lầm rất là cơ bản của những cái người bắt đầu kinh doanh, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, khi mà chúng ta muốn kêu gọi vốn, phần lớn những người bắt đầu kinh doanh đều không có tiền. Cho Huy xin hỏi anh chị em ở đây, những người nào khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh, chúng ta đều không có tiền hoặc không có nhiều tiền, thì hãy comment là số 6 giúp Huy ạ. Không có tiền hoặc không có nhiều tiền, thì hãy comment số 6 ạ. Ba sai lầm chính ở trong cái công việc trong của những người kinh doanh ấy, đó là thứ nhất đó là không am hiểu về khách hàng, thứ hai nữa là không am hiểu về các mô hình kinh doanh, đúng không ạ? Thứ ba nữa là gì ạ? Là không có cái tầm nhìn, cũng không có cái mục tiêu để mà chúng ta gì ạ hướng tới. Chúng ta chỉ có mỗi một cái thứ, đó là một cái sản phẩm tốt, hoặc là một cái ý tưởng tốt, hoặc là một cái địa điểm kinh doanh tốt. Có rất nhiều câu hỏi trên cái nhóm của Huy, đấy là nhóm học kinh doanh mỗi ngày ở trên Facebook. Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến là em có một cái địa điểm là nhà mặt phố thì em bán cái gì? Thì xin thưa là anh chị em là bán cái gì thì cũng gì ạ? Cũng thành công, mà bán cái gì thì cũng thất bại. Hỏi câu bán cái gì thì chúng ta sẽ đi vào bế tắc. Được chưa ạ? Mà việc của chúng ta đó là chúng ta phục vụ ai? Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu khách hàng của mình. Và phần lớn chúng ta đều là những người mới bắt đầu kinh doanh đều thiếu vốn. Và vốn là một trong những cái nguồn lực rất quan trọng trong kinh doanh. Vì vậy là chúng ta cần phải có những cái mô hình kinh doanh để mà chúng ta chia sẻ cho các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư ở đây ấy, đơn giản có thể là bố mẹ của mình. Đấy, các bạn sinh viên hoặc các bạn học sinh nhé. Nếu như mà các bạn muốn tập kinh doanh ngay từ bây giờ thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ phải biết cách kêu gọi vốn. Thế làm sao để kêu gọi vốn được đây?
thì kêu gọi vốn từ bố mẹ, người thân, người nhà, bạn bè của mình, thì mình cũng phải trình bày cho họ một cái giải pháp. À, với từng này vốn thì tôi sẽ làm gì, và tôi sẽ làm gì để ra tiền, và tôi sẽ sử dụng cái đồng vốn đó như thế nào, và tại sao cái đồng vốn đó lại có tiền. Đấy, thì chúng ta cần phải có một cái mô hình để có thể chia sẻ cho người khác. Trước đây thì khi Huy mở ra một cái quán gọi là quán cà phê, quán trà sữa ở phố cổ, thì khi đó thì Huy cũng không có tiền. Lúc đó Huy có khoảng độ 400 triệu. Lúc khi mà Huy bắt đầu kinh doanh thì tổng số tiền mà dự định để mà cần để có, nó rơi vào khoảng độ gần 2 tỷ. Nhưng Huy chỉ có 400 triệu thôi. Và Huy đã sử dụng cái mô hình kinh doanh Canvas này để Huy kêu gọi thêm khoảng 1,6 tỷ nữa. Đấy, kêu gọi thêm 1,6 tỷ nữa. Sau khi những cái người mà được nghe Huy chia sẻ thì phần lớn những người đó họ đều rất là gì ạ, vui vẻ, happy và tin tưởng để mà gì ạ, để mà chuyển tiền, để mà gì ạ, để mà tham gia vào cái công việc kinh doanh đấy của Huy. Đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ nhìn rõ đầy đủ các yếu tố, và đặc biệt họ nhìn thấy rằng với một người có một cái tầm nhìn và có cái góc nhìn bao quát tất cả các yếu tố đó thì họ hoàn toàn yên tâm để giao cái đồng vốn của mình cho người khác. Vì vậy nếu mà chúng ta muốn kêu gọi vốn, hãy làm cho cái nhà đầu tư của chúng ta họ cảm thấy yên tâm về đồng vốn mà họ đã giao. Thì đấy là cách để mà chúng ta sẽ chia sẻ với họ. Ok không anh chị em? Nhá. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến vào các cái giá trị ở bên trong. Thứ nhất là phần gọi là sản phẩm. Đấy. Cái sản phẩm thì đầu tiên chúng ta phải nói đến cái việc là gì ạ? Cái giá trị khác biệt của sản phẩm chúng ta là gì? Sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta là gì? Hay là trong kinh doanh nó gọi là USP đấy. Nó gọi là Unique Selling Point. Tức là gì ạ? Là cái giá trị độc nhất mà chỉ có mình bạn có là gì? Đúng không ạ? Bạn đang cung cấp sản phẩm dịch vụ gì? Và sản phẩm dịch vụ này mang lại giá trị gì cho khách hàng? Đó là sản phẩm hữu hình hay vô hình? Nó là sản phẩm hay dịch vụ? Và cái sản phẩm này của bạn thì sẽ giải quyết nỗi đau gì cho khách hàng, hay đem lại niềm hạnh phúc, hay sự sung sướng, hay trải nghiệm tuyệt vời nào cho khách hàng. Và cái giá trị của sản phẩm và dịch vụ của bạn có đặc điểm gì khác so với những cái đối thủ cùng ngành? Cái sản phẩm và dịch vụ của bạn có đặc điểm gì độc đáo mà đối thủ hay là các cái công ty khác cùng cái ngành của bạn không cung cấp được? Cái sản phẩm và dịch vụ của bạn có điều gì đó mà mang tính chất là độc quyền, mang tính chất là mới? Ví dụ như là hiện nay chúng ta sử dụng rất nhiều công nghệ mới. Ví dụ như là khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta áp dụng những cái công nghệ mới để kinh doanh. Đấy. Ví dụ như là chúng ta ví dụ sản phẩm chẳng hạn. Sản phẩm thì chúng ta sử dụng các cái sản phẩm mà mang tính chất là những cái nghiên cứu, những cái công nghệ tiên tiến hiện nay. Ví dụ như là Huy biết đến một số cái sản phẩm gọi là công nghệ tế bào gốc. Đây là một cái sản phẩm rất là mới ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Đây sẽ là cái sản phẩm mà là một xu thế phát triển ở trên thế giới. Và khi mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm công nghệ cao và áp dụng những cái xu thế trên thế giới thì khả năng chúng ta sẽ đi được một cái khoảng thời gian dài là 10 năm, 20 năm, thậm chí là nhiều hơn. Còn những cái sản phẩm mang tính chất là cũ, nhiều người biết rồi thì chúng ta sẽ rất khó để kinh doanh. Có đúng không anh chị em? Đấy. Thêm vào nữa, cái sản phẩm của chúng ta sẽ phải tập trung vào giải quyết các cái vấn đề của thị trường. Vì vậy chúng ta phải tìm hiểu về thị trường và thấu hiểu được các cái vấn đề của thị trường. Ok không anh chị em? Rồi. Đấy thì mới là cái thứ mà chúng ta nói đến là cái sản phẩm của mình, chứ không phải là bán cái gì nhá. Không phải thằng bạn nó bảo là ui tao có nguồn về thời trang, thế là đi bán thời trang. Rồi tao có nguồn về cà phê, thế là đi bán cà phê. Và tao có ông anh bán mỹ phẩm tốt lắm, thế là đi bán mỹ phẩm. Và tao có ông bạn bán đồ handmade,
thế là đi bán đồ handmade, mà chẳng hiểu tại sao mình lại bán cái đó, tại sao mình mua cái đấy về mình bán, cái cực kỳ nguy hiểm nhá. Rồi cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cần phải phân tích cũng như là cần phải tìm hiểu đó là gì ạ? Tìm hiểu cái phân khúc khách hàng mục tiêu của mình là gì. Rất nhiều người khi bắt đầu không hiểu thế nào gọi là khách hàng hay là chân dung khách hàng hay đối tượng khách hàng mục tiêu. Chúng ta có bảo là gì ạ? Sản phẩm của tôi là gì ạ? Là tất cả mọi người. Ví dụ một số người mà kinh doanh cái sản phẩm mà gọi là thực phẩm chức năng nói rằng là sản phẩm này là gì ạ? Là tất cả mọi người, nhưng mà xin thưa là không. Thực tế là nhẹ, tất cả mọi người đều có thể dùng được, nhưng tất cả mọi người thì là không là ai cả, gọi là gì ạ? Everybody is nobody. Đấy, tức là tất cả mọi người là không ai cả. Như vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta nói tất cả, tức là không ai cả. Vì vậy chúng ta cần phải thu hẹp cái đối tượng khách hàng của mình, hay nó gọi là gì ạ? Phân tích về thị trường ngách, hay là gì ạ? Là phân khúc khách hàng cụ thể. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ với sản phẩm dịch vụ của chúng ta, ai sẽ là cái người mà cần đến nó nhất, ai sẽ là người sẵn sàng chi trả để mà có được cái số sản phẩm đó. Họ sẽ là ai? Họ có đặc điểm gì? Họ là cá nhân hay tổ chức? Độ tuổi của họ là bao nhiêu? Giới tính của họ là bao nhiêu? Yếu tố gia đình của họ là gì? Con cái, thu nhập, vị trí địa lý, sở thích, hành vi là gì? Ví dụ như này, khi mà Huy tổ chức ra các cái chương trình đào tạo chuyên sâu, ở đây nó chỉ là cái chương trình đào tạo là gì ạ? Là sơ bộ thôi anh chị em, vẫn là cái mô hình kinh doanh Canva này. Nhưng nếu mà anh chị em muốn tìm hiểu chuyên sâu và được phân tích cũng như là được hướng dẫn cầm tay chỉ việc, thậm chí là gì ạ, là tư vấn cho cái mô hình kinh doanh mà mình đang gì ạ, dự định, thì anh chị em chúng ta sẽ được tham gia vào cái chương trình chuyên sâu. Các chương trình chuyên sâu này có thể mất phí hoặc có thể là cũng không mất phí. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ biết thêm thế nào gọi là gì ạ, là những cái đối tượng khách hàng hay là chân dung khách hàng. Thì nói ví dụ với những cái đối tượng khách hàng mà Huy đang hướng tới, đó là những người đang kinh doanh, đã kinh doanh hoặc chuẩn bị kinh doanh. Đặc biệt Huy thích những đối tượng khách hàng từ 25 cho đến 35 cho đến 45 tuổi, có hai phân khúc chính của Huy, nhưng mà trong đó thì phân khúc chính lớn nhất đó là từ 30 cho đến 40 tuổi. Đây là phân khúc khách hàng ở độ tuổi vàng để mà kinh doanh. Họ có đủ lý do để kinh doanh. Họ có một số tiền nhất định để kinh doanh. Họ có mối quan hệ để kinh doanh. Họ có thời gian để kinh doanh. Họ có sức khỏe để kinh doanh. Và đặc biệt hơn nữa, họ có cái khát khao đủ lớn. Bởi vì giai đoạn này là giai đoạn họ bắt đầu phải lao vào một cái vòng xoáy về cơm áo gạo tiền. Họ bắt đầu có gia đình, có con cái. Bố mẹ họ cũng bắt đầu có tuổi và kinh doanh có thể cũng kém đi. Họ sẽ bắt đầu tự lập và họ sẽ phải gì ạ? Phải nỗ lực nhiều hơn, họ phải cố gắng nhiều hơn để khẳng định bản thân mình. Bởi vì qua 40 tuổi mà bạn không thành công thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy họ đang rất cố gắng. Và đây chính là đối tượng khách hàng của Huy. Kể cả họ là nam hay nữ không quan trọng, nhưng độ tuổi và gì ạ? Và cái mức độ, cái đặc điểm của họ rất là quan trọng. Được nhỉ? Vị trí thì thường họ tập trung ở các cái thành phố lớn. Sở thích thì họ thích rất nhiều thứ, nhưng mà trong đó họ sẽ gì ạ? Họ thích những cái thứ liên quan đến đến kinh doanh. Ví dụ như họ thích kết nối kinh doanh, họ thích làm việc, họ thích đọc những cái bài báo liên quan đến kinh doanh. Họ thường sử dụng iPhone hoặc là Samsung. Họ sẽ có những cái hành vi đó là gì ạ? Đó là vào học những cái chương trình đào tạo. Họ thích gì ạ? Thích các cái chương trình đào tạo, cho nên họ sẽ tham gia vào các chương trình đào tạo miễn phí hoặc là có phí, các cái chương trình tạo phễu để cho gì ạ? Để trao giá trị cho cộng đồng. Đó. Vì vậy là đây chính là đối tượng khách hàng chủ yếu mà khi mà Huy nhắm tới với một cái mô hình kinh doanh là gì ạ? Là một cái đơn vị đào tạo của Huy. Thì đó chính là gì ạ? Đó chính là một trong số những cái đối tượng và chúng ta phân tích cái khách hàng của mình. Đúng không ạ? Ok.
Đó chỉ là một cái ví dụ thôi anh chị em nhé, và có rất nhiều ví dụ khác nhau. Ví dụ như là hôm trước mình vừa phân tích cũng như là tư vấn cho một bạn là làm cái xe bánh mì ấy. Thì xe bánh mì thì khi mà bạn ấy làm ấy, thì đối tượng khách hàng của bạn ấy là ai ạ? Bạn sẽ phục vụ cho các cái bạn trẻ, sinh viên, học sinh. Đấy, cho nên xe bánh mì của bạn phải đặt trước các cổng trường hoặc trước các bệnh viện. Nếu như họ phục vụ là mục tiêu là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân thì phải đặt trước các bệnh viện, nơi tập trung đông người và có nhiều người có nhu cầu ăn sáng, bởi vì họ không có gì ạ, họ không có ở gần nhà. Đấy, họ phải đi rất là sớm cho nên là họ không có thời gian để chuẩn bị đồ ăn sáng. Thì đấy là cái việc mà chúng ta thấu hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng. Và cái điều này là điều vô cùng quan trọng anh chị em nhé, vô cùng quan trọng, được không ạ? Đấy, đặc biệt anh chị em nào mà đã từng thất bại trong kinh doanh thì đây là cái điều rất tuyệt vời, bởi vì họ hiểu rằng cái vấn đề của họ nằm ở đâu và điều sai của họ nằm ở đâu. Sợ nhất những người mà chưa từng kinh doanh, giống như các bạn trẻ, sinh viên hoặc học sinh á, các bạn này á, là gì ạ? Nhìn mọi thứ đều màu hồng và nó ảo tưởng một cách kinh khủng. Đấy, ảo tưởng thì là tốt, tức là mình có một cái hoài bão hy vọng là tốt. Tuy nhiên họ không có kiến thức cho nên là gì ạ? Họ rất là liều lĩnh và làm bất chấp, là cái điều này cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy là chúng ta cần phải có kiến thức trước khi mà chúng ta kinh doanh anh chị em nhé. Rồi, tiếp theo, với cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta và đối tượng khách hàng như vậy thì cái kênh phân phối chủ chốt của chúng ta là gì? Ví dụ nếu như là một cái mô hình kinh doanh liên quan đến một cái xe bánh mì thì cái kênh phân phối của chúng ta đó là một cái xe bánh mì bán ở vỉa hè. Đấy là kênh phân phối, tức là gì ạ? Giúp cái sản phẩm, giá trị dịch vụ của chúng ta tiếp cận đối với khách hàng, đấy là kênh phân phối. Nếu như mà Facebook thì kênh phân phối của họ đó là gì ạ? Là một cái phần mềm, một cái app ở trên điện thoại hoặc là một cái website, đúng không ạ? Để mà có thể tiếp cận với khách hàng. Kênh phân phối nó cũng là những cái kênh để marketing sản phẩm dịch vụ của chúng ta đến với khách hàng. Tất cả kênh marketing thì chúng ta đều biết rồi, có rất nhiều kênh marketing khác nhau, từ quảng cáo truyền hình, báo giấy cho đến gì ạ? Banner quảng cáo, sử dụng người nổi tiếng hoặc là gì ạ? Các cái video quảng cáo, thông điệp quảng cáo trên đài radio hoặc trên rất nhiều các phương tiện truyền thông khác nhau, ví dụ như là internet, trên mạng xã hội, trên YouTube, trên Facebook, Instagram, trên TikTok, đúng không ạ? Rồi rất nhiều các cái phương thức quảng cáo khác nhau, hoặc là gì ạ? Hoặc là treo biển hiệu ở ngoài phố, thì đấy cũng là cách marketing để giúp cho sản phẩm dịch vụ mang đến khách hàng. Với những người mà kinh doanh online thì kênh phân phối ở đây có thể là kênh gì ạ? Kênh shipper, đúng không ạ? Chuyển giao nhận, đúng không ạ? Rồi bán hàng trên Facebook, đúng không ạ? Bán hàng trên trang cá nhân của mình, hoặc là cũng là bán hàng ở trong cộng đồng cư dân của mình. Đấy là cái kênh phân phối của chúng ta. Một số cái công ty thì họ sẽ sử dụng kênh phân phối đó là sử dụng qua các đại lý, các nhà phân phối. Đây cũng là một cái mô hình để mà chúng ta phân phối sản phẩm hàng hóa cũng như là gì ạ? Marketing đến thị trường mục tiêu của mình, đúng không ạ? Thì đó chính là gì ạ? Đó là kênh phân phối để giúp cho sản phẩm hoặc là dịch vụ chúng ta đến được tay khách hàng, hoặc giúp cho họ biết đến sản phẩm dịch vụ của mình, được không ạ? Đấy là kênh phân phối chủ chốt. Tiếp theo đó là quan hệ khách hàng, cái phần số 4 đó là quan hệ khách hàng, đúng không ạ? Quan hệ khách hàng đó là tất cả các cái hoạt động dịch vụ để mà chúng ta có thể chăm sóc khách hàng của mình. Làm sao để chúng ta giữ chân những cái khách hàng? Làm sao để chúng ta biến từ khách hàng mới thành khách hàng cũ? Biến từ những cái người mà khách hàng tiềm năng, những cái người mà vừa rồi chúng ta vừa phân tích ấy, ví dụ đối tượng mà từ 30 đến 40 tuổi đang khao khát kinh doanh, đang muốn phát triển kinh doanh một cách dễ dàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu, họ có thể có một số vốn, có thể có một số mối quan hệ, có một số cái nguồn lực nào đó, tuy nhiên họ chưa biết cách để kết nối những cái nguồn lực này với nhau. Thì đó là gì ạ? Giá trị mà Huy mang lại đến cho họ, tức là giúp cho họ có thể thành công một cách dễ dàng hơn. Được chưa? Thì làm thế nào để biến họ từ một cái khách hàng mới thành khách hàng cũ? Cái việc đầu tiên đó chúng ta là bán cho họ một cái thứ gì đó rẻ thôi, kể cả là miễn phí thì cũng là bán cho họ cái gì đó. Ví dụ anh chị em ngày hôm nay học Huy miễn phí thì đó là gì ạ? Là Huy đang bán cho anh chị em một cái khóa học miễn phí. Để làm gì ạ? Để anh chị em có thêm cái niềm tin cũng như là có thêm cái gì ạ? Cái sự chắc chắn khi mà chúng ta gì ạ? Tiếp tục
trong cái công việc kinh doanh tiếp theo, cũng như là một số anh chị em sau cái Zoom gà gáy thì có liên hệ với Huy để nhờ Huy tư vấn cho cái công việc kinh doanh của mình, hoặc là coaching để mà có thể là phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Đó cũng là cách để mà chúng ta gì ạ, bán thêm các cái sản phẩm khác cho khách hàng, đúng không ạ? Và sau khi họ trở thành khách hàng cũ, tức là họ đã mua hàng của mình, họ đã tin tưởng mình, thì sau đó mình bán cái gì họ cũng mua, chia sẻ cái gì họ cũng đồng ý, bởi vì mọi người thích mua hàng từ cái người mà họ tin tưởng. Vì vậy, hãy làm sao để trở thành người mà có thể là gì ạ, để mọi người tin tưởng, đúng không ạ? Đấy, cho nên có một câu rất là hay, đó là người cho đi lớn nhất trong thị trường sẽ là người chiến thắng. Đó là lý do tại sao mà trong 3 năm vừa rồi Huy thường xuyên cho đi những cái chương trình đào tạo miễn phí như này, chỉ để là gì ạ, xây dựng niềm tin, xây dựng cái mối quan hệ đối với khách hàng. Tất trong số những anh chị em ngồi đây thì có những khách hàng cũ của Huy, những cái người đã được Huy tư vấn, những người đã được Huy hỗ trợ, những người đã được Huy là gì ạ, chia sẻ. Đấy. Và cái Zoom gà gáy cũng là Zoom mà Huy giúp cho những cái khách hàng cũ của mình được gì ạ, gia tăng giá trị, nó gọi là add more value. Đấy. Và sau đó chính những khách hàng cũ đó họ lại tiếp tục mời những khách hàng mới nữa để được gì ạ, được nhận thêm giá trị, và dần dần họ trở thành fan hâm mộ, trở thành fan trung thành với mình, với sản phẩm, dịch vụ, với thương hiệu của mình. Được không anh chị em? Đó, đấy là cách mà chúng ta làm để trở thành những cái người mà chiếm lĩnh một cái thị phần lớn. Mình biến khách hàng mới thành khách hàng cũ, và khách hàng cũ trở thành khách hàng trung thành, khách hàng trung thành trở thành raving fan. Raving fan đó là khách hàng cuồng nhiệt. Khách hàng cuồng nhiệt là họ sẵn sàng chia sẻ giúp cho chúng ta. Bất kể khi nào họ nhìn thấy ở đâu đó có người đang muốn kinh doanh, đang quan tâm đến kinh doanh, đang muốn phát triển công việc kinh doanh, thì họ mời khách hàng, cái người bạn đó họ vào đây, hoặc là kết nối với Huy để Huy có thể tư vấn, Huy có thể hỗ trợ, Huy có thể giúp đỡ họ để họ có thể phát triển công việc kinh doanh một cách dễ dàng hơn. Hơn thế nữa, Huy còn cung cấp cho anh chị em những cái công cụ, những cái gì ạ, sản phẩm mà đã gì ạ, được chứng minh là hiệu quả, là tốt, là gì ạ, là có giá trị để chúng ta gì ạ, sử dụng. Đúng không ạ? Phần lớn trong số đó là các công cụ miễn phí. Anh chị em thấy tuyệt vời không ạ? Đấy. Và điều này giúp cái gì ạ? Giúp cho chúng ta sẽ có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí, thời gian, nguồn lực để mà chúng ta dễ dàng thành công hơn. Thành công thì rõ ràng nó là một cái gì ạ? Là một cái quá trình, và cái quá trình này nhanh hay chậm, và có những người may mắn thì chúng ta sẽ có những cái công cụ, sẽ có hướng dẫn. Có những người nào mà không may mắn, họ phải tự mày mò từ đầu đến cuối, và họ sẽ phải chịu rất nhiều những cái gì ạ? Những cái thất bại, và họ sẽ học được từ thất bại của họ. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chúng ta không có sống vĩnh cửu, chúng ta chỉ sống một cuộc đời thôi. Cho nên chúng ta hãy gì ạ? Hãy tận dụng những cái thất bại của người khác, hãy học được cái bài học từ thất bại và thành công của người khác để giúp mình đi nhanh hơn. Chứ mình không đủ thời gian để mà gì ạ, thất bại tất cả những cái gì ạ, trải nghiệm tất cả những thất bại trên cuộc đời này, đúng không ạ? Như vậy có thể là quá lâu, thậm chí là chúng ta không đủ tiền để mà trải nghiệm tất cả những thất bại đấy đâu, đúng không ạ? Vậy nếu bạn nhiều tiền thì cứ gì ạ, tự làm mọi việc, đúng không ạ? Còn nếu bạn ít tiền thì hãy gì ạ, hãy nhờ sự cố vấn, sự hỗ trợ của những cái người đi trước, anh chị em nhé. Rồi, đó là cái phần về quan hệ khách hàng. Đó. Rồi tiếp theo đến là cái mô hình doanh thu chủ chốt. Cái này liên quan đến tiền. Làm thế nào để chúng ta thu hút tiền về với chúng ta? Các cái dòng tiền, các cái dòng thu nhập của chúng ta là gì? Mình sẽ kiếm tiền từ đâu? Mình sẽ kiếm tiền từ nhóm khách hàng nào? Từ sản phẩm, dịch vụ hay hoạt động nào? Chúng ta sẽ có các cái nguồn khách hàng khác nhau trong một cái công việc kinh doanh. Chúng ta có nhiều các sản phẩm, và có những sản phẩm chính, những sản phẩm phụ. Có những sản phẩm mà chúng ta bán ra không có lãi, thậm chí là lỗ. Có không anh chị em? Có những sản phẩm gọi là sản phẩm khuyến mãi, là chúng ta bán ra không có lãi mà lỗ. Đấy. Giống như là cái chương trình Zoom gà gáy này. Đây là một cái chương trình gọi là miễn phí, một cái chương trình gọi là khuyến mãi cho anh chị em chúng ta. Và cái chương trình này nó rất là giá trị, cực kỳ giá trị, đúng không ạ? Nhưng mà nó giá trị cao nhưng mà lại miễn phí.
Sau đó thì chúng ta lại sẽ có những cái nguồn tiền, nguồn thu nhập từ các cái dòng khác nữa. Thì cái dòng đó là gì? Chúng ta cần phải phân tích ra một cách cụ thể, chi tiết. Bởi vì rất nhiều người sai lầm ở chỗ này, đó là họ không hiểu được cái dòng thu nhập của mình là gì. Họ không biết tiền đến từ đâu, đâu là nhóm khách hàng chính. Ví dụ như là trong cái đối tượng, một số đối tượng anh chị em ngồi đây nghe cái chia sẻ về kinh doanh, thì có một số anh chị em thấy rằng, ồ, cái việc mà cần có một mentor, có một coach để mà giúp mình kinh doanh dễ hơn thì nó rất là quan trọng. Và những người này thường là những người đã từng thất bại trong kinh doanh. Đúng không ạ? Họ hiểu rằng nếu mà hôm nay chúng ta trả một đồng cho coach, cho mentor, thì ngày mai chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng độ 5 đồng. Chúng ta sẽ kiếm được khoảng độ 10 đồng. Vì vậy họ sẵn sàng chi trả. Còn rất nhiều người không biết điều này, hoặc là gì ạ? Hoặc là chưa từng thất bại, họ sẽ không hiểu điều này và họ sẽ không chi trả. Vì vậy, trong số 100 người học chỉ có khoảng độ 20 người sẵn sàng chi trả mà thôi. Đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn sẵn sàng đào tạo hoàn toàn miễn phí cho cả 80 người còn lại. Để làm gì ạ? Để chính 80 người còn lại đó chính là những cái người mà có thể là cộng tác viên, cũng có thể là gì ạ? Là nhân viên, cũng có thể là gì ạ? Là khách hàng tương lai của mình. Ngày hôm nay họ chưa thất bại, không sao cả. Sau này họ thất bại, họ quay lại với mình cũng được mà. Ngày hôm nay họ chưa kinh doanh, không sao cả. Sau này họ kinh doanh cũng được mà. Đúng không ạ? Ngày hôm nay họ chưa giới thiệu được ai cho mình, ngày sau họ giới thiệu cho mình một ai đó cũng được mà. Đúng không anh chị em? Vì vậy chúng ta phải có giá trị để cho đi. Chúng ta phải là người dám cho đi. Chúng ta cho đi trước, chúng sẽ nhận lại sau. Đấy. Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẵn sàng là người dám cho đi và chúng ta sẽ cho đi trước để mà gì ạ? Để chúng ta nhận lại vô hạn, thì hãy comment xuống là tôi giúp Huy được không? Đấy, tất cả những con người tuyệt vời ở trong phòng Zoom ngày hôm nay, hãy comment tôi nếu anh chị em chúng ta sẵn sàng cho đi. Đúng không ạ? Ok. Cho đi bất kể cái gì anh chị em nhé. Cho đi kiến thức, cho đi kinh nghiệm, cho đi thời gian, cho đi tiền bạc, cho đi sức khỏe, cho đi mối quan hệ của mình. Nếu anh chị em có những mối quan hệ mà họ thích kinh doanh, hãy mời họ vào đây để họ được nhận những giá trị vô cùng tuyệt vời. Được không ạ? Rồi. Đó là những cái về doanh thu. Cái tiếp theo đó là các hoạt động chủ chốt. Đây là những cái hoạt động để giúp chúng ta tạo ra sản phẩm dịch vụ của mình, đồng thời mang lại những giá trị cũng như là tiếp cận đến khách hàng để phục vụ, giải quyết các nỗi đau của khách hàng cũng như mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, sự sung sướng hay hạnh phúc cho khách hàng tiềm năng của chúng ta, thì đó được gọi là những hoạt động chủ chốt. Những hoạt động này sẽ mang lại giá trị được đo lường bằng gì ạ? Bằng tiền. Được chưa ạ? Tất cả các hoạt động chủ chốt đều được đo lường bằng tiền. Những hoạt động nào không mang lại tiền là những hoạt động thừa, không cần thiết, và những hoạt động không cần thiết sẽ bị loại bỏ. Đúng không ạ? Vì vậy chúng ta cần phải đo lường tất cả các cái hoạt động của mình bằng các cái công cụ khác nhau. Vì vậy nếu mà chúng ta mong muốn phát triển một cái doanh nghiệp hoàn toàn tự động ngay từ khi bắt đầu, thì chúng ta phải biết cách sử dụng các cái công cụ. Ví dụ như đội nhóm kinh doanh của Huy, thì Huy cho họ sử dụng các cái công cụ để giúp họ tự động hóa cái quá trình kinh doanh của họ. Và điều đặc biệt là tất cả nhân viên của Huy thì họ đều làm chủ trong công việc của họ. Họ không phải là nhân viên, họ đều là những người làm chủ, rất là tuyệt vời. Nếu anh chị em nào muốn làm chủ mà được mong muốn được Huy dẫn dắt, mong muốn được gì ạ? Được những cái thành viên đi trước dẫn dắt, thì hãy gì ạ? Hãy inbox, hãy nói chuyện, hãy gì ạ? Hãy trao đổi với cái người mà mời mình vào trong ngày hôm nay. Sau đó thì hãy kết nối với các những cái người mà đi trước, đúng không ạ? Có thể trong đó là có Huy. Nhưng ngoài ra thì còn rất nhiều những cái người khác nữa, đúng không ạ? Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ biết được đâu là những cái hoạt động mà chúng ta cần phải làm để mà gì ạ? Tránh những cái sai lầm giống như những cái sai lầm của những người đi trước. Những cái hoạt động nào mà chúng ta cần phải làm để tối ưu hóa cái hiệu quả trong công việc kinh doanh. Đó, thì đây chính là những cái list các danh sách những cái công việc. Vì nói ví dụ như này, đối với cái công việc liên quan đến kinh doanh một cái sản phẩm gì đó cụ thể, ví dụ như là bán mỹ phẩm chẳng hạn, thì một trong những cái công việc rất quan trọng đó là gì ạ? Đó là marketing, đúng không ạ?
tức là giúp cho khách hàng biết đến sản phẩm dịch vụ của mình. Đó. Công việc thứ hai đó là giao hàng, đúng không ạ? Chốt sale và tuyển dụng, đào tạo, đúng không ạ? Chúng ta phải đào tạo sale của chúng ta, đào tạo bán hàng nhân viên kinh doanh của mình để làm sao ạ? Để họ biết cách xây dựng mối quan hệ thân tình đối với khách hàng. Họ biết cách làm sao để có thể là gì ạ? Giao hàng nhanh, giao hàng tức thì. Đấy. Họ biết cách làm sao để có thể hướng dẫn sử dụng cho khách hàng cũng như là chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Thì đó là những cái hoạt động chủ chốt của những cái công việc kinh doanh, nó kiểu kiểu như vậy, tương tự như vậy. Được chưa ạ? Đấy. Và Huy có cả một cái quy trình, một cái hệ thống để chăm sóc những khách hàng sau bán hàng. Tức là sau khi khách hàng mua hàng thì lúc đó cái quá trình bán hàng nó mới được diễn ra. Và điều này giúp cho đối thủ không thể sao chép được những cái cách làm của Huy. Những cái cách làm của Huy không đối thủ nào có thể sao chép được. Bởi vì họ không biết được ở phía sau những cái gì ạ, những cái thương vụ chốt sale đó là gì. Bởi vì sau khi bán hàng thì quá trình bán hàng mới bắt đầu diễn ra anh chị em nhé. Đấy, bởi vì quá trình chăm sóc khách hàng sau bán hàng mới là thứ quan trọng nhất. Để làm gì ạ? Để biến khách hàng trở thành gì ạ? Khách hàng mới thành khách hàng cũ để trở thành gì ạ? Khách hàng trung thành để khách hàng trung thành trở thành raving fan. Và khách hàng raving fan họ sẽ sẵn sàng giới thiệu cho chúng ta vô cùng nhiều khách hàng mới mà chúng ta không cần phải bỏ nhiều tiền ra marketing. Thực tế thì là quan điểm marketing của Huy đó là marketing không đồng, sử dụng viral, tức là sử dụng các cái công cụ để mà tự động hóa cái quá trình marketing nhưng mà không mất quá nhiều tiền. Nói là không mất tiền thì không đúng, nhưng mà marketing không mất quá nhiều tiền. Đó, thì đây là cách xây dựng một cái mô hình kinh doanh bền vững, chắc chắn. Đúng không ạ? Đó. Nếu anh chị em cũng mong muốn điều này thì hãy hỏi cái người mời chúng ta vào trong cái phòng Zoom ngày hôm nay nhé. Ok. Tiếp tục, đó là chúng ta sẽ phải biết được về các cái nguồn lực chủ chốt của chúng ta là gì. Ở đây là các cái nguồn lực có thể là tiền bạc, là mối quan hệ, nó là thời gian, là sức khỏe, nó là gì ạ? Nó là vốn kinh nghiệm của mình, đó là những trải nghiệm trong quá khứ của mình, có thể là những thất bại của mình, những thành công của mình, đúng không ạ? Đấy, những cái tài năng của mình, thì đó là các nguồn lực chủ chốt. Ngoài ra cái nguồn lực chủ chốt nó cũng có thể là con người, có thể là nhân viên, có thể là đội nhóm của mình, có thể là những kỹ năng của mình, cũng có thể là những cái nền tảng công nghệ. Đấy. Ví dụ như Huy nói đó là gì ạ? Khi mà Huy cung cấp cho anh chị em cái nền tảng công nghệ để anh chị em tự động hóa cái công việc của mình, anh chị em có thể ngồi nhà kinh doanh online mà không cần bước ra khỏi cái phòng của mình. Rất nhiều người hiện nay đang bị Covid, đang bị F0 ở nhà, nhưng mà gì ạ, vẫn kinh doanh rất tốt, vẫn kiếm được tiền. Anh chị em có muốn là gì ạ, kể cả mình không đi làm, ở nhà vẫn có thể kinh doanh kiếm được tiền thì sao anh chị em ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chỉ cần anh chị em từ 18 tuổi trở lên là được rồi, các bé học sinh thì tạm thời là chưa có kinh doanh được. Nhưng mà từ 18 tuổi trở lên, ngồi nhà có máy tính hoặc có điện thoại là bắt đầu có thể kinh doanh được rồi, rất là dễ dàng. Đấy. Và tất cả các chỉ số về thu nhập, về chi phí đều được thể hiện một cách rất là rõ ràng trên các công cụ phần mềm, trên các cái app điện thoại hoặc là trên các cái website. Đấy. Trên các cái phần mềm ở trên Internet đều có hết. Rất nhiều công cụ để giúp chúng ta có thể là gì ạ, đưa ra những cái giải pháp cũng như là cái dịch vụ, cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng tiềm năng của mình. Thì đó chính là những cái nguồn lực của chúng ta. Chúng ta phải biết chúng ta có những nguồn lực gì, có những thế mạnh gì và điểm yếu là gì để mà chúng ta đẩy mạnh cái quá trình kinh doanh của mình. Đúng không ạ? Và sau khi mà chúng ta có cái nguồn lực đó rồi thì chúng ta biết được là các cái hoạt động, cái hoạt động chủ chốt của chúng ta nó phải dựa trên những cái nguồn lực chủ chốt của mình. Đấy. Đấy là những cái ví dụ như này nhé. Ví dụ khi mà cái bạn mà xe bánh mì ấy, thì cái nguồn lực của bạn ấy đó là gì ạ? Đó là có người nhà làm gì ạ? Làm bánh mì. Cho nên là bạn ấy có một cái kinh nghiệm nhất định. Đồng thời bạn có nơi để nhập hàng với chi phí rẻ hơn so với chỗ khác. Thì đấy là gì ạ? Đấy là các nguồn lực mà họ có, đúng không ạ? Rồi, thêm một cái nữa, đó là các đối tác chủ chốt của chúng ta là ai? À, đối tác chủ chốt của chúng ta đó là những cái người mà hỗ trợ cho các hoạt động chính của mình. Đó, những cái cơ quan, tổ chức, cá nhân nào để mà giúp đỡ cho cái công việc kinh doanh của bạn. Họ là nhà cung cấp
họ là ngân hàng, họ là các quỹ đầu tư, họ là đơn vị vận tải hay đơn vị dịch vụ. Họ có thể là làm marketing cho chúng ta, họ có thể viết content cho chúng ta, họ có thể tuyển dụng hộ cho chúng ta, họ có thể đào tạo hộ cho chúng ta, hoặc họ có thể là coaching, họ là mentor giống như Huy. Đó là gì ạ? Đối tác chính. Anh chị em nếu như mà có những cái đối tác chính thì chúng ta cần phải có những cái gì ạ? Là hành động, hoạt động để mà phục vụ cho đối tác đó, đúng không ạ? Và từ đó chúng ta sẽ biết được là các đối tác này chúng ta cần phải chăm sóc đối tác như thế nào. Đối tác chúng ta cũng phải chăm sóc, cũng phải xây dựng mối quan hệ tích cực, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như là ngày xưa thì Huy làm lĩnh vực nhà thông minh thì Huy thường kết hợp với các cái đối tác, ví dụ như là công ty nhà thông minh Lumi, hoặc là bên Siemens, hoặc là bên BKAV đó. Thì đấy là những cái đối tác mà họ sẽ cung cấp cái sản phẩm dịch vụ cho Huy. Đó. Thì hiện nay thì Huy cũng cung cấp một số cái sản phẩm vật lý. Thì trong số các cái sản phẩm vật lý đó có thể có một số sản phẩm liên quan đến công nghệ, máy móc, trang thiết bị, cũng có thể là liên quan đến thời trang, bảo hiểm, các cái dịch vụ về ví dụ như là về mỹ phẩm, các sản phẩm liên quan về mỹ phẩm, về chăm sóc sức khỏe, về y tế. Đó là những cái sản phẩm mà giúp cho tất cả chúng ta có thể mang lại giá trị và phục vụ cho khách hàng tiềm năng của mình. Và điều đặc biệt đó là gì ạ? Là chúng ta lựa chọn những cái đối tác mà thực sự là lớn, mà uy tín, mà tiềm năng. Đó. Cho nên là chúng ta cũng phải gì ạ? Phân tích đâu là những cái đối tác chính của mình. Đó. Và từ đó thì chúng ta sẽ cung cấp, đảm bảo cung cấp cái sản phẩm dịch vụ chất lượng nhất đến cho đối tượng, cho khách hàng tiềm năng. Có một số người thì không sản xuất ra sản phẩm, mà họ chỉ sử dụng các cái sản phẩm đó để mà gì ạ? Để mà kinh doanh. Thì những cái đối tác mà họ sản xuất ra sản phẩm chính là những cái đối tác chủ chốt của mình, đúng không ạ? Ví dụ như là một số công ty như là Facebook thì họ cũng có những đối tác chủ chốt của họ. Những cái đối tác chủ chốt của họ có thể là những công ty phần mềm, phần cứng, cung cấp cho họ hệ thống nền tảng, hạ tầng, kỹ thuật để giúp cho họ có thể là lưu trữ dữ liệu, lưu trữ tất cả những thông tin một cách dễ dàng hơn. Đó, đấy là những cái đối tác, hoặc là những cái đối tác về marketing, về quảng cáo. Đấy. Bởi vì họ là những người cung cấp quảng cáo, cho họ rất là cần những cái đối tác để mà gì ạ? Để mà phân phối cái quảng cáo của họ. Đó. Thì đấy là những cái đối tác mà họ sẽ nhắm tới. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo nữa đó là mô hình chi phí. À. Với tất cả những đối tác như vậy thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải chi trả, đúng không ạ? À, chúng ta phải chi trả bao nhiêu tiền? Đấy. Cái dòng tiền này chúng ta phải gì ạ? Phải chi trả cho các hoạt động kinh doanh của mình, hay là chi trả cho các đối tác của mình, hoặc là chi trả cho các cái hoạt động về marketing của mình, hoặc chi trả cho các hoạt động sản xuất ra hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của mình, hoặc chi trả cho các hoạt động kinh doanh, bán hàng, hoặc chi trả cho các hoạt động là gì ạ? Là chăm sóc khách hàng, mà mang sản phẩm đến tận tay khách hàng là như thế nào. Thì tất cả 9 yếu tố này đều có gì ạ? Mấy yếu tố trước của chúng ta đều có liên quan đến chi phí. Và tất cả các cái yếu tố này nó đều liên quan mật thiết đến nhau. Nếu mà chúng ta có ít tiền thì chúng ta bắt buộc phải lựa chọn cái mô hình kinh doanh làm sao để tiết kiệm nhất. Chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta lại lựa chọn mô hình kinh doanh khác, đúng không ạ? Hoặc nếu mà lựa chọn mô hình kinh doanh đó thì chúng ta cần bao nhiêu tiền. Đấy. Vì vậy là chúng ta sẽ nắm được cái cơ cấu chi phí và thu nhập. Từ đó chúng ta tính toán ra được là gì ạ? Là lỗ hay lãi, hay là điểm hòa vốn của mình. Điểm hòa vốn tức là chúng ta tìm được cái điểm mà ở đó thì số lượng doanh thu và số lượng chi phí là bằng nhau. Và chúng ta chưa có lãi, nhưng mà ít nhất là không bị lỗ. Sau đó là chúng ta đặt mục tiêu là có lãi và bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu tiền. Đấy, và đấy là cái gì ạ? Cái cơ cấu chi phí. Ví dụ khi mà chúng ta thuê nhân viên thì đó là chi phí hay là gì ạ? Hay là đầu tư. Đấy, nó chi nhưng mà không có phí. Đấy, chị em nhé. Chi nhưng mà không phí, chi mà là có lãi. Tức là mình thuê nhân viên, đầu tư vào công nghệ, đầu tư vào gì ạ? Sản phẩm. Thì khi đó là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ là một cái khoản đầu tư và thu lại lợi nhuận. Đấy, còn rất nhiều người sợ không dám tăng chi
Đấy, tức là về cơ bản muốn có lãi thì giảm chi và tăng thu, đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng nên tự tin để mà tăng chi, để tăng thu. Tuy nhiên, khi mà tăng chi đến một mức độ nào đó thì tăng chi thêm nữa thì nó không tăng thêm thu, nó gọi là giá trị cận biên. Cái này thì nó mang tính chất là hơi chuyên ngành một chút cho nên Huy không đi quá sâu. Bởi vì ở đây có rất nhiều anh chị em là những cái người trẻ, những người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Đấy. Thì bao nhiêu cái đồng chi cho quảng cáo thì sẽ mang lại bao nhiêu đồng doanh thu? Ví dụ 1 triệu chi cho quảng cáo sẽ mang lại bao nhiêu doanh thu? 5 triệu chi cho chăm sóc khách hàng, tặng quà cho khách hàng thì sẽ đem lại bao nhiêu cái doanh thu trong thời gian tiếp theo? Khi mà khách hàng họ hài lòng, họ giới thiệu cho chúng ta được một khách hàng và từ một khách hàng đó trung bình chúng ta sẽ lãi ra được khoảng độ 10 triệu. Thì đó là chúng là gì ạ? Đó là cái gọi là giá trị mà chúng ta sẽ có thể chấp nhận được để khi mà chúng ta chi ra từ 2 đến 5 triệu cho một khách hàng để chăm sóc cho họ, để tặng quà cho họ khi mà sinh nhật, khi mà họ có một cái kỷ niệm nào đó, được không ạ? Đấy. Tặng quà cho khách hàng của mình cũng là một cách để tăng doanh thu anh chị em nhé, không phải là chi phí mà lại là gì ạ, mà chi mà lại có lãi đấy. Và khi mà chúng ta hiểu rõ các cái yếu tố này thì khi đó chúng ta mới sẵn sàng chi. Có rất nhiều người sợ không dám chi cho gì ạ, học tập. Học tập cũng là một khoản đầu tư, có đúng không anh chị em? Rất nhiều người mỗi khi mà định là gì ạ, bỏ tiền ra học thì là gì ạ, là không chịu, nhưng mà bỏ tiền ra để nhập hàng thì là gì ạ, là sẵn sàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì phải có hàng mới bán được, đúng không ạ? Nhưng mà không, chúng ta không cần phải có hàng mà vẫn có thể bán được. Đấy. Rất nhiều người nghĩ rằng là phải có hàng thì mới bán được, nhưng mà không. Với thời đại internet hiện nay, với rất là nhiều công cụ cũng như là các cách thức kinh doanh, cũng như chiến lược kinh doanh, cũng như là mô hình kinh doanh hiện nay, anh chị em chúng ta không cần phải có hàng thì mới bán được. Ví dụ như bản thân Huy thì Huy không cần hàng, không cần có hàng, nhưng mà doanh thu thì trung bình hàng tháng nó cũng khoảng độ vài tỷ, trong khi không bán một cái hàng nào hết anh chị em. Không bán một cái hàng nào hết nhưng mà doanh thu vẫn là gì ạ? Vẫn rất là tốt. Đấy là gì ạ? Đấy là một cái điều cực kỳ tuyệt vời, bởi vì rất nhiều cái mô hình. Và điều này chỉ có được bằng cách nào gì ạ? Bằng cách học tập, bằng cách nghiên cứu, bằng cách là gì ạ? Tham khảo những cái ý kiến cũng như là những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Vì vậy anh chị em chúng ta đừng ngại khi mà hỏi, đừng ngại khi mà học tập, đừng ngại khi mà chi trả cho những cái lần tư vấn, lần coaching, lần hướng dẫn cũng như là những cái khóa học. Đấy. Và nếu anh chị em nào mong muốn là gì ạ? Là học chuyên sâu hơn, mong muốn là biết nhiều hơn, hãy hãy comment xuống và hãy liên hệ với cái người mời mình để mà gì ạ? Nhanh chóng kết nối để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái mô hình kinh doanh, một công việc kinh doanh thành công, đúng không ạ? Còn những anh chị em nào đã có một cái mô hình kinh doanh và đã có những cái chiến lược kinh doanh thì hãy rà soát lại tất cả những cái hạng mục ở bên trong cái công việc kinh doanh của mình. Liệu mình đã biết cách để mà gì ạ? Đưa ra những cái USP, những cái điểm bán hàng đặc trưng của mình để khiến cho đối thủ không thể nào mà phát hiện ra được, không thể nào mà sao chép, không thể nào copy, không thể bắt chước được. Đã. Chúng ta đã biết cách làm sao để có thể xây dựng được cái mô hình kinh doanh. Đấy, để có thể hoạt động, và các cái yếu tố này khi mà chúng ta thay đổi một yếu tố thì lập tức các yếu tố khác sẽ thay đổi theo, đúng không ạ? Đó. Và làm thế nào để chúng ta biết các yếu tố khác thay đổi theo như thế nào, tỷ lệ ra sao, thì chúng ta cần phải có những cái buổi chuyên sâu hơn. Ngày hôm nay thì nó là cái buổi khá là gì ạ? Khá là gọi là cưỡi ngựa xem hoa với rất nhiều các cái thành tố, cần rất nhiều cái định nghĩa, cần phải chia sẻ cho anh chị em chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên, tất cả những cái yếu tố này cũng là đủ để anh chị em chúng ta bắt đầu kinh doanh. Những người bắt đầu kinh doanh chỉ cần học theo những cái chiến lược này, học theo những cái mô hình kinh doanh này, biến nó thành một cái kinh doanh trong một tờ giấy A4 là chúng ta đã có thể là gì ạ? Bắt đầu kinh doanh được rồi, để mà chúng ta biến từ ý tưởng thành gì ạ? Thành công việc thực tế chỉ trong vòng khoảng 45 phút đến là 1 tiếng đồng hồ để mà chúng ta bắt tay vào công việc kinh doanh luôn, thay vì là chúng ta phải chuẩn bị một cái bảng kế hoạch kinh doanh rất là dài.
đúng không ạ? Hãy rà soát lại công việc kinh doanh của mình, hãy xem là gì ạ, những cái yếu tố trọng tâm mà mình cần quan tâm là gì, khách hàng trọng tâm của mình là gì, kênh phân phối chính của mình là gì, quan hệ khách hàng chính của mình là gì, cái sản phẩm dịch vụ của mình thì mang đến cái giá trị gì, hoặc là gì ạ, hoặc là giải quyết cái nỗi đau gì cho khách hàng, các nguồn lực chủ chốt của mình là gì, những cái hành động chính mà mình cần phải làm là gì để tạo ra giá trị cho khách hàng, những cái đối tác chính của mình là gì, đúng không ạ, rồi chi phí mình cần phải bỏ ra là gì và thu nhập của mình đến từ đâu. Đấy là 9 cái thành tố trong mô hình kinh doanh Canvas. Và chúng ta có thể lên trên Internet, chúng ta có thể search là mô hình kinh doanh Canvas. Chúng ta sẽ ra được rất nhiều các cái mô hình kinh doanh của các công ty khác nhau, như là Facebook, Google, Amazon, để mà chúng ta có thể phân tích, có thể học hỏi từ cái mô hình kinh doanh của các cái công ty khác. Đồng thời chúng ta có thể mua cái cuốn sách đó là mô hình kinh doanh Canvas. Nó là một bộ gồm mấy quyển ạ, 5 hay 6 quyển gì đó. Thì chúng ta có thể mua, chúng ta đọc thêm, bởi vì đó cũng là những cái quyển sách rất là hay, đúng không ạ? Đấy, thì rất là cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã lắng nghe trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Nếu mà anh chị em chúng ta mong muốn phát triển kinh doanh thì bắt buộc là chúng ta phải học tập, đúng không ạ? Và trong tuần tới, thứ 6 tuần tới, Huy sẽ đến với anh chị em với một cái phân tích ưu nhược điểm của 16 mô hình kinh doanh hiện nay ở trên thế giới. Hầu hết trên thế giới hiện nay có rất nhiều mô hình kinh doanh, trong đó có 16 mô hình kinh doanh chính dựa trên Canvas. Đó, Huy phân tích ra những cái ưu nhược điểm của 16 mô hình kinh doanh. Nếu mà anh chị em phải kinh doanh thì kiểu gì anh chị em kinh doanh một trong 16 mô hình kinh doanh đó. Anh chị em có muốn không ạ? Nếu mà anh chị em muốn hãy comment, tôi rất muốn, đúng không ạ? Đấy, để Huy sẽ chia sẻ cho anh chị em 16 mô hình kinh doanh và phân tích ưu nhược điểm của nó, cũng như là giúp cho anh chị em chúng ta có thể lựa chọn được cái mô hình kinh doanh phù hợp cho bản thân mình. Ok nhé, rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh chị em một lần nữa vì đã lắng nghe, tương tác rất là nhiệt tình. Đấy, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta.